Sáng 23 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Tại lễ công bố, ông Lê Quang Huy, Phó Chánh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố quyết định số 324. Ngày 17 tháng 5 năm 2024, thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, thông báo toàn văn quy định của luật thanh tra, luật Ngân hàng Nhà nước về nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra, quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện thanh tra chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương. Thời gian thanh tra là 45 ngày. Đối tượng thanh tra bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu. Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra theo quy định của luật thanh tra và các quy định có liên quan, tập trung vào các nội dung: thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ, về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên. Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7 sáng ngày 23 tháng 5, Quốc hội họp tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2024. Một trong những vấn đề được đại biểu quan tâm đó là những diễn biến bất thường của thị trường vàng thời gian qua. Nhấn mạnh, thị trường vàng, bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua không ổn định, giá vàng liên tục nhảy múa. Đặc biệt, giá vàng trong nước vẫn có sự chênh lệch lớn với giá vàng thế giới, dù chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp. Đại biểu Tạ Thị Yên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, đề nghị các bộ, ngành chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ. Đối với thị trường vàng thì chúng ta có thể thấy rõ, đây không phải là cái nhu cầu thực tế của người dân, mà nó có thể là do một số cái đối tượng là đầu cơ, lũng đoạn thị trường để trục lợi. Điều đó cho thấy là cần sớm có cái sự chỉ đạo tháo gỡ bình ổn để truyền thông làm rõ, tránh những cái tác động tiêu cực đến nền kinh tế rồi xáo trộn tâm lý của người dân. Trong khi đó, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đề nghị cần đặc biệt lưu tâm đến giá vàng tăng bất thường, càng ngày càng chênh lệch cao so với giá vàng thế giới. Phải có biện pháp điều tiết đưa giá vàng ngang bằng với thế giới một cách linh hoạt. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện đấu thầu vàng để tăng cung nhằm để giảm giá. Thế nhưng mà thực sự chúng ta nhìn thấy cứ sau mỗi phiên đấu thầu, giá vàng lại tăng lên. Đúng không ạ? Giá vàng tăng lên nhiều hơn. Và tôi nhìn thấy cơ chế đấu thầu của Ngân hàng Nhà nước hiện nay đang là có đấu thầu ngược. Chính cái tác nhân đấu thầu của nhà nước làm giá vàng tăng lên. Bởi vì chúng ta đặt cái giá sàn là cao hơn giá thị trường. Và giá sàn đã cao hơn thị trường thì khi người trúng thầu bán ra, người ta phải bán hơn, cao hơn giá trúng thầu thì đương nhiên giá vàng nước phải tăng lên. Do vậy trên tôi thì cho rằng là rất cần thiết phải kịp thời xử lý điều hành vấn đề là liên quan đến cái đưa giá vàng trong nước nó phải ngang với lại cái liên thông thế giới. Về mặt dài hạn thì rõ ràng là chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là phải sửa cái nghị định 24, bởi vì chính cái nghị định 24 nó đang đã hết cái gọi là tác dụng của nó trong cái giai đoạn trước đây và bây giờ nó sinh ra cái tác dụng ngược. Cũng liên quan tới đề xuất sửa nghị định 24 ban hành năm 2012 của chính phủ, một số ý kiến cũng cho rằng sau 12 năm thực hiện, nghị định này đã có những bất cập, do vậy đã đến lúc cần đúc kết để sửa đổi nghị định. Chúng tôi cũng đề nghị là chính phủ cần sớm tổng kết để sửa đổi cái nghị định 24 này. Và đặc biệt là chúng tôi thấy trong cái giai đoạn hiện nay thì cũng nên bỏ cái độc quyền vàng của nhà nước và thúc đẩy cái phát triển cái vàng thủ công mỹ nghệ. Một trong những cái chúng ta thấy là cái do cái thị trường vàng nguyên liệu và vàng miếng nó có chênh lệch với vàng thế giới khá là cao, vì vậy mà nó gây cái khó khăn cho cái phát triển cái vàng thủ công mỹ nghệ. Một số ý kiến cũng cho rằng, mặc dù thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức nhiều phiên đấu thầu vàng miếng, thế nhưng giải pháp này chưa mang lại hiệu quả như mong muốn, bởi giá đưa ra đấu thầu gần sát với giá thị trường, chứ không phải theo giá vàng thế giới. Vì vậy, việc đấu thầu vàng lại khiến thị trường trở nên nóng hơn. Để giải quyết vấn đề chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, cần phải tính đúng, đủ giá thành của vàng trong nước làm giá khởi điểm để tổ chức đấu thầu.